Khỏi cần nói thì cũng biết ai là vua trong cái thế giới Baki này, một hình mẫu mà bất kỳ ai cũng lấy để làm vạch đích và tiến về, một tượng đài bất khuất không thể đổ vỡ, một con quái vật mang tên Yujiro Hanma, người đàn ông mạnh nhất thế giới, sức ảnh hưởng của ông ta là không thể nào bàn cãi được, chỉ riêng sự tồn tại của Yujiro thôi đã khiến cho kế hoạch của các cường quốc đã bị đổ vỡ và họ phải tìm cách để kìm hãm ông ta lại. Vậy các bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện liệu một ngày nào đó người đàn ông mạnh nhất thế giới này biến mất thì thế giới sẽ phản ứng như thế nào chưa? Nghe qua là thấy quả là vô cùng điên rồ rồi phải không nào? Nó còn sẽ điên rồ hơn cả giả thuyết sẽ ra sao nếu như Jack đánh bại Yujiro mà mình đã làm hôm trước nữa. Baki và Jack sẽ ra sao nếu như Yujiro biến mất? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Vậy thì chào mừng các bạn đến với Bàn Chạy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau cắn một tí đá và đến với giả thuyết điên rồ này nhé. Liệu thế giới sẽ như thế nào nếu như Yujiro Hanma đột nhiên biến mất? Đầu tiên như đã nói thì Yujiro là một người có sức ảnh hưởng rất lớn, không chỉ riêng Nhật Bản mà tầm ảnh hưởng của ông đã lan rộng khắp thế giới. Bất kỳ một sinh vật nào trên trái đất có nhận thức và trí tuệ chắc chắn cũng phải khiếp sợ và cảm thấy rợn người nếu như nghe qua cái tên này. Sự nổi tiếng của ông vang danh ngay chỉ khi ông còn là một thanh niên chưa đủ 18 tuổi, một mình cân vài nghìn lính Mỹ, tay không chống lại hàng trăm thiết bị quân sự tân tiến lúc bấy giờ và thoát đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự ảnh hưởng của Yujiro lớn tới mức quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất thế giới là Hoa Kỳ cũng phải đầu hàng và cầu xin ông ta đừng tác oai tác oái và để cho họ hoạt động. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phải lập một bản hợp đồng giao kèo giữa ông và nước Mỹ. Yujiro sẽ làm mọi điều mình thích miễn là nó không gây ảnh hưởng đến công chuyện làm ăn của họ. Ngoài ra thì hợp đồng sẽ phải được gia hạn hàng năm. Chính vì lẽ đó nên Yujiro đã trở thành một hình mẫu cho toàn bộ những người khao khát sức mạnh. Ai ai cũng lấy ông ta ra để làm cái thước đo cho năng lực của chính bản thân mình. Người thích rất nhiều, mà người ghét thì cũng không hề ít. Nhưng Yujiro không hề quan tâm. Bản thân ông là kẻ bá đạo nhất cái hành tinh này rồi, thì việc gì bạn phải để ý tới những kẻ tôm tép chứ đúng không? Thích thì cứ ra làm một trận solo, rồi sau đó mới biết ai là bố thiên hạ. Có thể nói, với cương vị của Yujiro hiện tại, thì ông ta có thể một mình làm mọi điều mình muốn. Thậm chí ông ta có thể lên chức tổng thống của một quốc gia bất kỳ mà ông thích luôn cũng được đấy chứ. Vì láo nháo không nghe lời ông chú già này là sẽ bị bẻ cổ ngay. Nhưng mà sứ mệnh của ông ta là đi tìm kẻ mạnh hơn mình. Thế nên mấy cái chuyện tầm thường như thế không làm ông ta hứng thú và nó rất là mất thời gian. Nên là Yujiro cũng chả mấy quan tâm. Chính vì thế nên tất cả mọi sinh vật trên thế giới này đều phải khiếp sợ trước cái thực thể mang tên Yujiro. Bá đạo là vậy, thế nhưng giả sử bằng một cách nào đó, các bạn hãy thử tưởng tượng rằng vào một ngày đẹp trời, trong xanh nắng ấm, đột nhiên cái gã đàn ông này biến mất không một dấu vết, thì liệu thế giới sẽ phản ứng như thế nào trước tin tức này? Và quan trọng hơn hết là Baki và Jack sẽ ra sao khi biết ông già của mình đột ngột đi mua sữa mà không để lại lời nhắn nào? Thì như mình đã nói lúc nãy, cái giả thuyết này nó khá là khó để chấp nhận. Nhưng mà các bạn hãy cứ nghĩ là nó giống với cái giả thuyết đầy mùi đá sẽ ra sao Jack đánh bại Yujiro đi cho nó dễ. Thì tương tự như vậy, bằng một lý do nào đó mà chúng ta không hề biết được, Yujiro đột nhiên biến mất mà chả để lại một tung tích gì, hay đã có chuyện gì đã xảy ra với ông ta, thì liệu rằng sau khi biết tin, cả thế giới sẽ phản ứng như thế nào? Đầu tiên chắc chắn người ta sẽ tìm lý do vì sao mà Yujiro biến mất. Cái chết chắc chắn là thứ sẽ bị loại bỏ đầu tiên, vì chả có một thứ gì trên đời có thể kết liễu được Yujiro. Thậm chí là cả bệnh ung thư hay bất cứ loại bệnh nào trên thế giới cũng vô dụng, vì cơ thể của Yujiro là miễn nhiễm với các loại độc tố hay tế bào ung thư. Họ sau đó sẽ rơi vào vòng lặp luẩn quẩn. Trong khi đi tìm câu trả lời cho điều này, nếu như xác định được lý do Yujiro biến mất là do cái chết, thì chắc chắn nó sẽ là một tin vui cho những cường quốc. Vì nếu như có một sinh vật mạnh như Yujiro xuất hiện trong tương lai đi chăng nữa, thì họ sẽ có phương pháp để đối chọi, hoặc ít nhất là họ biết rằng sẽ có cách để đối phó với thành phần như vậy. Đây sẽ là một tin tức cực kỳ chấn động cho toàn thể nhân loại trên thế giới trong khoảng 5 năm, ít nhất là như vậy. Có người sẽ vui mừng, có người sẽ cảm thấy thất vọng, cũng có người sẽ cảm thấy trống rỗng, nói chung là đầy đủ các yếu tố hỉ nộ ái ố. Và có lẽ người có cảm xúc khó tả nhất đó chính là Baki, con trai của Yujiro. Sau vụ này thì có lẽ là nhà báo lẫn các nguyên thủ quốc gia sẽ tìm gặp cậu rất nhiều. Cơ bản một điều là ai cũng biết cậu chính là con trai ruột của ông ta. Vậy nên ít nhất Baki cũng sẽ có được một chút manh mối về điều đó. Hai nhân vật tiếp theo mà người ta sẽ hướng tới đó là Stridum và Tokugawa. Stridum thì không cần phải nói rồi, từ kẻ thù trở thành đồng chí, ông ta gần như là dành cả phần đời của mình để đi theo Yujiro và cống hiến. Stridum giống như là một người quản lý của yêu tinh vậy, cần gì thì lấy đó, muốn liên hệ với ai thì Stridum sẽ có mặt sắp xếp, cần nói chuyện hay tâm sự thì ông ta cũng sẽ có mặt. Kể cả là làm cầu nối với cái mối quan hệ phức tạp nhất của Yujiro là Baki thì Stridum cũng làm nốt. Vậy nên không có lý do gì mà Stridum lại bị gạt bỏ qua trong vụ này cả. Tương tự như vậy với Tokugawa, mặc dù không phải là một người có bà con dòng họ gì với Yujiro, thế nhưng ông già tỷ phú này là một trong những người có mối liên hệ mật thiết nhất kể từ lúc mà yêu tinh bắt đầu sự nghiệp chinh chiến. Đơn giản là vì ông ta là một kẻ đam mê sức mạnh,
Tokugawa là người tài trợ chính cho hầu hết những giải đấu được diễn ra tại đấu trường ngầm Tokyo hay bất kỳ ai mạnh mẽ và có cho mình một tiếng vang lớn, thì Tokugawa sẵn sàng hậu thuẫn và ông sẽ bày tỏ một sự tôn trọng lớn đối với họ, đặc biệt là với kẻ mạnh nhất như Yujiro Hanma, thì sự tôn trọng ấy luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, ông cụ này chắc chắn sẽ được quan tâm khi thế giới biết đến tin này đấy. Tiếp theo như mình đã nói, thì chắc chắn sẽ có người cảm thấy vui sướng khi điều này xảy ra, và những người vui sướng đó chắc chắn là những cá thể đứng đầu ở các quốc gia mà trước đây đã từng ký bản khế ước với Yujiro, và cụ thể là mấy ông người Mỹ. Trước giờ họ đã bị ràng buộc và khiếp sợ trước cái sức mạnh khủng khiếp của gã yêu tinh này, vậy nên họ chả làm được cái gì cả. Chưa kể, Mỹ đã từng bị ông ta đàn áp ngay tại chiến trường Việt Nam vào khoảng chục năm về trước, vậy nên mấy ông Mỹ mà nhìn thấy Yujiro thì cứ như là con gặp bố vậy. Giờ thì đột nhiên, cái gã khắc tinh của họ biến mất mà chả để lại một dấu vết gì, thì đây chả khác gì một tờ vé số Vietlott. Không, phải nói là 1000 tờ vé số Vietlott mới đúng. Chắc chắn là bọn họ sẽ thấy thoải mái, tự do, hành động và tiếp tục dùng sức mạnh quân sự của mình để đi bành trướng như lúc mà Yujiro chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, tạm bỏ qua những hậu quả chính trị mà nó có thể mang lại, vì đây là câu chuyện của thế giới. Những người ăn đậu hũ rau muống sống qua ngày như chúng ta thì nên bàn về mấy chuyện gần gũi với thực tế hơn một chút. Hãy bàn sâu về việc hai người con của Yujiro sẽ ra sao khi họ đón nhận được tin tức này. Đầu tiên là Baki, như mình đã nói khi nãy, cậu sẽ là người có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất. Sau khi trải qua trận chiến sinh tử giữa cậu và cha mình ngay giữa lòng thành phố, thì dường như những cảm xúc thù hận, những cảm xúc hận thù và ghét bỏ của Baki dành cho Yujiro không còn nữa. Những sự việc trong quá khứ như chuyện ông đối đãi với cậu như thế nào khi còn nhỏ, hay việc ông đã ra tay kết liễu người mà mình yêu thương nhất, đó là mẹ của cậu cũng như là vợ của ông ta, dần dần đã phai nhòa đi thông qua cuộc chiến đó. Baki đã giải phóng toàn bộ sự căm phẫn ra rồi. Vậy nên sau khi ăn súp miso tưởng tượng và trò chuyện, thì cậu đã có một sự thay đổi trong suy nghĩ. À, hóa ra ông già của mình không khó tính như mình nghĩ, hay kiểu nếu tiếp xúc lâu thì ổng cũng dễ mến phết, đại loại là như vậy. Và đặc biệt là Baki đã thực sự dành một sự tôn trọng đến với Yujiro. Mình sẽ không nói rằng Baki sẽ buồn tới mức lao đầu vào lòng của bạn gái mình rồi khóc lóc kể lể, vì suy cho cùng thì ngay từ khi còn nhỏ, Baki cũng không thân thiết và tiếp xúc nhiều với Yujiro cho lắm. Vậy nên, những cảm xúc của cậu dành cho bố mình nó không lớn tới mức như vậy, nhưng chắc chắn rằng sự biến mất mà không rõ lý do của Yujiro sẽ là một điều gì đó khiến cho Baki bị sốc tột độ. Trong đầu của Baki sẽ nảy lên nhiều suy nghĩ, và cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng không ai có thể đánh bại được người cha của mình được. Ngay cả bản thân cậu ta, một kẻ có sức mạnh nằm trong top 3 thế giới ở thời điểm hiện tại, cũng không thể gây hề hấn gì lên người của Yujiro, chứ đừng nói tới kẻ khác. Vậy nên, cái vòng lặp luẩn quẩn không có câu trả lời này sẽ tiếp tục giày vò tâm trí cậu và khiến cho cậu sốc, ít nhất là trong khoảng thời gian dài. Mặt khác, về phía Jack Hanma thì cũng giống như Baki, tuy nhiên mình nghĩ rằng anh ta sẽ là kẻ đau đớn hơn bất kỳ ai trên thế giới này khi nghe tin Yujiro biến mất. Tại vì sao ư? Để mình giải thích. Hãy giả sử một ngày nào đó, Jack tức giận và phát hiện ra rằng ông già mình đã bị ai đó kết liễu. Mình nhấn mạnh là giả sử nhé. Điều này chắc chắn sẽ là một cú sốc rất lớn, và thậm chí là nó khiến cho Jack phải phát điên lên và khóc lóc suốt cả năm trời. Những giọt nước mắt này không phải là những giọt nước mắt tiếc thương cho sự qua đời của Yujiro hay những giọt nước mắt đại diện cho tình cảm cha con, mà đó là những giọt nước mắt uất hận vì anh ta đã bị tước đi cơ hội tự ra tay kết liễu cái gã mà mình căm hận. Ai đọc cái bộ truyện này hay ai là fan cứng của Jack thì cũng biết một điều là Jack ghét Yujiro tới mức nào. Ông ta chơi trò bỏ con giữa chợ và chả thèm đoái hoài gì đến mẹ con cậu, dù chỉ là một ánh nhìn. Thậm chí Yujiro còn chả biết đến sự tồn tại của Jack nếu như cậu không xuất hiện và tiết lộ với Yujiro ở đấu trường ngầm. Vậy nên, Jack đã tự thề với bản thân mình rằng mình sẽ dành cả cuộc đời này để trả thù Yujiro cho bằng được. Mục tiêu của mình là ông ta, và dù có chết thì chắc chắn phải có một lần đánh bại gã để trả thù cho mẹ và trả thù cho bản thân. Đó là lý do mà Jack đã điên cuồng luyện tập và cắn rất nhiều thuốc, dù cho nó có thể giết chết cậu đi chăng nữa. Nhưng may mắn thay điều đó lại thành công, và cậu từng ngày đi trên con đường dẫn đến vạch đích của mình. Tuy nhiên thì giờ đây, cái chuyện quái quỷ này lại xảy ra. Các bạn thử nghĩ mà xem có sốc không cơ chứ. Cái gã là mục tiêu của cả cuộc đời mình, là lẽ sống của mình, đã biến mất. Và mình thì đang nỗ lực mỗi ngày để đạt đến một phần sức mạnh của ông ta. Thậm chí là Jack còn chưa từng có cơ hội để thách đấu với Yujiro nữa. Mà giờ đây, lão ta lại biến mất hay bị một kẻ nào đó giết. Nghĩ có cay không cơ chứ. Rất có thể, Jack khi đó sẽ nổi điên lên và tìm cho bằng được cái kẻ dám làm điều đó trước mặt mình. Biết đâu được khi đó, Jack và Baki sẽ chạm mặt nhau và rồi hai người họ trong cơn tức giận liền lao vào và làm một kèo đấu để giải tỏa cơn tức giận thì sao? Sau một khoảng thời gian thì có lẽ Jack và Baki sẽ mất đi động lực luyện tập. Nó có thể nghiêm trọng tới mức họ không còn hứng thú gì mấy đến chuyện đánh đấm và chả còn mục tiêu gì cho cuộc đời mình nữa. Kể cả bây giờ có xuất hiện thêm một cái mạnh hơn cả Yujiro nữa thì nó cũng không làm lay chuyển được Baki và Jack như mình đã nói lúc nãy. Cả hai người đều lấy cha của mình ra làm thước đo và vạch đích để tiến lên phía trước, và bọn họ đều có một mối thù riêng với ông ta.
Thế nên, họ sẽ rất là bất lực trước cái thông tin vô cùng sốc này, sẽ không tới mức rơi vào trầm cảm, nhưng mình chắc chắn là họ sẽ mất dần động lực để luyện tập. Tuy nhiên thì sau một thời gian, bọn họ sẽ vượt qua được khoảnh khắc này. Ai mà biết được, có thể Baki và Jack sẽ cùng nhau hợp lực để báo thù cho kẻ đã đánh bại Yujiro thì sao, đúng không? Vì kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hơn nữa, Baki và Jack đều có một mối quan hệ khá tốt với nhau trước đây, và mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng họ rất tôn trọng lẫn nhau. Về phần những võ sĩ khác như Double Orochi, Kaku Kaio, Katsumi, Hanayama, Oliva, vân vân và Beimei, thì mình nghĩ chắc chắn họ cũng sẽ rất ngạc nhiên và bất ngờ trước thông tin này mà thôi. Tuy nhiên về mức độ thì không bằng Baki và Jack. Chắc chắn những võ sĩ tại đấu trường ngầm vẫn sẽ liên tục luyện tập, thậm chí là họ còn điên cuồng luyện tập nhiều hơn nữa. Vì việc có ai đó có thể loại bỏ Yujiro được thì có nghĩa là điều tương tự cũng sẽ xảy ra với họ. Mặc dù là điều này có phần rất khó khăn vì cho tới thời điểm hiện tại chỉ có hai người duy nhất có khả năng đạt tới cảnh giới là cần có một đội quân với đầy đủ trang bị quân sự, tiên tiến nhất là Yuichiro và Yujiro mà thôi. Vậy nên để muốn đánh bại kẻ đã đánh bại Yujiro thì bạn phải vượt qua cảnh giới giống như cách mà người đàn ông mạnh nhất thế giới kia đã từng làm chứ, đúng không? Nếu điều đó xảy ra thì nó chắc chắn sẽ là sự kiện thay đổi toàn bộ mọi thứ trong vũ trụ Baki đấy chứ. Và mình nghĩ người có khả năng làm điều đó nhất ngoài Baki và Jack ra thì chả có ai cả. Ít nhất thì đó là những điều hợp lý nhất mà mình có thể nghĩ ra cho tới thời điểm hiện tại. Dù sao thì giả thuyết cũng chỉ là giả thuyết, nhưng nó vẫn sẽ là viễn cảnh nếu như một ngày nào đó Yujiro biến mất không dấu vết hoặc trở về cõi bên kia cùng với bố của mình. Còn các bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.